Đã gần 3 tháng kể từ khi bị hư hỏng, cụm đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư giao nhau giữa đường huyện lộ 103 và quốc lộ 15B thuộc địa bàn xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà vẫn chưa được sửa chữa kịp thời. Thực trạng này khiến cho tình hình giao thông ở nút giao này luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Điển hình là vụ va chạm giao thông diễn ra vào tháng 3 năm 2024. Qua hình ảnh trích xuất từ camera an ninh cho thấy, một người đàn ông ở xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà điều khiển xe mô tô di chuyển trên tuyến đường huyện lộ 103 theo hướng từ xã Thạch Văn đi xã Thạch Thắng khi đang lưu thông qua ngã tư giao km 32 600 quốc lộ 15B với đường huyện 103 tại xã Thạch Văn. Xe mô tô của người này xảy ra va chạm với ô tô di chuyển trên quốc lộ 15B theo hướng từ huyện Cẩm Xuyên đi huyện Thạch Hà. Cú va chạm mạnh khiến người điều khiển xe mô tô và phương tiện bay xa nhiều mét. May mắn, vụ việc chỉ gây hư hỏng phương tiện. Dân thì mong muốn là mình ra cái đèn cho sẵn sàng để cho dân đi lại cho dễ dàng nữa. Để là tránh là có điều khiển để là bến đi dừng, bến tay đi, phải hết rồi nữa. Thế mong muốn của dân thì là đi chơi, đi bố, đi nói họ đi đếm ôm. Nhiều ngày cũng bị bất trước con tuyết về, con đi mới bị đếm mà máy đang nhảy đó. Nhân dân đi qua đây cảm thấy rất nguy hiểm và bất an. Qua cái phóng sự này cũng kính đề nghị Ban An toàn giao thông tỉnh Hà Tĩnh cả cấp và chúng ta khẩn trương khắc phục cũng như giải quyết xanh đỏ để cho cái người từ Thạch Văn này đảm bảo an toàn và được tránh những vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Chỗ thì không được quan tâm sửa chữa, chỗ lại tự tiện cơi nới, đặt chướng ngại vật, cản trở giao thông. Điển hình như những trụ bê tông ngăn xe ô tô vào làng ở địa bàn thôn 2, xã Bình An, huyện Lộc Hà. Việc tùy tiện xây dựng các trụ bê tông này chẳng khác nào đề ra những luật lệ giao thông riêng của từng vùng. Chưa nói đến việc đặt các trụ bê tông nhô lên khỏi mặt đường mà không có sơn phản quang, tiềm ẩn sự nguy hiểm. Đáng nói là khu vực này lại không hề có đèn chiếu sáng, nên vào buổi tối, người đi đường rất dễ đâm trúng cột bê tông, tự gây tai nạn cho mình. Được biết, ban đầu cột trụ bê tông chỉ làm nhỏ và thấp, sau đó bị các phương tiện tham gia giao thông tông gãy, nên người dân đã xây trụ cao hơn, to hơn để chặn xe không cho đi vào. Theo người dân, trước đây tuyến đường này có 2 điểm đặt trụ bê tông, nhưng để thuận tiện đưa máy gặt ra thu hoạch lúa, nên năm 2022 họ đã dỡ bỏ một điểm. Riêng điểm còn lại vẫn giữ nguyên từ đó đến nay. Cái cỏ này lấy ra, hòn đục là lấy ra, khoảng nơi dưới đám thôi, tại vì đục 2-3 lần thôi đó. Họ trần cả cái xe tải lớn á, xe trọng tải lớn được bật liều chứ vô khỏi thử đường ấy. Thế nên xe vô nên là bắt đầu được họ đập á, sau họ được đục lại, đục to ra đây khỏi bị đập. Việc người dân tự ý đổ trụ bê tông, tạo chướng ngại vật tại các đường liên thôn với mục đích ngăn xe lớn đi đường làng, bảo vệ, chống hư hỏng đường xá là hành vi tùy tiện, vi phạm pháp luật. Theo đó, hành vi tự ý xây trụ bê tông trên đường sẽ bị xử phạt hành chính theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP. Cụ thể điểm B khoản 5 điều 12 Nghị định 100 quy định phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với cá nhân, từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, xây, đặt trụ bê tông, làm mái che hoặc là thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông. Như vậy, việc xây dựng cột bê tông chắn trên đường làng có thể bị phạt tiền đến 3 triệu đồng với cá nhân và 6 triệu đồng đối với tổ chức, đồng thời buộc phải phục hồi nguyên trạng ban đầu. Thì trong những năm vừa qua, chúng tôi đã tiến hành là phá bỏ các cái rào cản đó. Đến nay mà nói á, thì trên địa bàn chỉ còn lại một điểm nữa, đó là cái giáp danh giữa thôn Thanh Lương với thôn 3 của xã Bình An. Và sắp tới đây, không xa, thì chúng tôi tiến hành là sẽ phá dỡ tất cả các tuyến. Trên đây là những ví dụ khá điển hình trong số hàng loạt những bất cập về hạ tầng giao thông đã xảy ra tai nạn hoặc là tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông trên địa bàn nông thôn. Theo số liệu rà soát của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có hàng trăm điểm nút giao thông bất cập cần được khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn giao thông, như tại điểm nút giao thông cầu Hải Ninh, nối xã Kỳ Hải, huyện Kỳ Anh với xã Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 547. Do cầu bị xuống cấp nghiêm trọng, người dân đã lắp đặt barrier, trụ bê tông để hạn chế xe quá tải chạy qua. Tuy nhiên, do không đảm bảo an toàn,
Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh đã yêu cầu địa phương tháo dỡ, đồng thời cắm biển cấm đối với xe khách, xe tải qua lại trên cầu. Tuy nhiên, kể từ khi tháo dỡ barrier, nhiều phương tiện xe tải và xe khách ngang nhiên vượt biển cấm, bất chấp nguy hiểm do cầu yếu có thể sập bất cứ lúc nào. Từ khi xe rơi hai mốc ra ngoài thì nói chung là lượng xe tải vẫn cứ là tiếp tục là chạy vẫn nhiều. Nhưng mà quá trình chạy là rất lo lắng khi là cầu mà sập là cả xe cả người thì là ảnh hưởng rất lớn. Cho nên là yêu cầu là các cái ban ngành là có cái biện pháp để là làm mà nắng đỏ cho nó là tốt để cho là đảm bảo an toàn. Những bất cập về kết cấu hạ tầng giao thông dễ nhận thấy nhất ở các địa bàn nông thôn đó là đường rộng nhưng cầu lại nhỏ, tạo thành nút thắt cổ chai. Hệ thống thoát nước ven đường không có nắp đậy. Những đường ngang, lối tắt tự mở, những điểm giao cắt qua đường sắt không đảm bảo an toàn. Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hà Tĩnh, trên địa bàn Hà Tĩnh có 27 cầu chưa đồng cấp với đường giao thông, 105 điểm giao cắt đường sắt và lối đi tự mở chưa đảm bảo an toàn giao thông. Hàng chục tuyến mương thoát nước dọc các tuyến giao thông chưa bố trí nắp đậy. Nhiều gờ giảm tốc, biển báo chưa được lắp đặt. Ngoài ra, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Thực trạng này đã diễn ra tại nhiều địa phương với thời gian khá dài, thế nhưng đến nay vẫn chưa thể khắc phục được. Có thể nói muôn kiểu bất cập về mặt hạ tầng giao thông nông thôn như vậy đang làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông trên địa bàn Hà Tĩnh. Chẳng hạn như trên đường huyện 102, đoạn qua địa bàn xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tuyến đường vừa được đầu tư nâng cấp, mở rộng từ 4,5 lên 7 mét vào năm 2020. Mặt đường được mở rộng trong khi bề rộng hai cây cầu trên tuyến vẫn giữ nguyên, nên đã tạo ra những nút thắt cổ chai, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Hay như tại cầu Áng Ngò, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do hệ thống gờ giảm tốc chưa được bố trí, trong khi tuyến đường dẫn vào cầu khá cong, chỉ cần một chút bất cẩn là người và phương tiện có thể bị rơi xuống cầu. Đường thì được nâng cấp làm rộng rồi, nhưng mà cầu thì nó hơi bé so với lòng đường. Thành trong năm vừa qua thì đã xảy ra mấy vụ tai nạn rất thương tâm, nhất là một vụ có chị rơi xuống dưới cầu và đã bị mất đi tính mạng. Còn có rơi 3 chiếc xe ô tô và 1 chiếc xe kéo thì chỉ có không thiệt hại về người nhưng rất nguy hiểm. Đối với Tân Tinh thì có 9 tuyến. Thì năm 2023 thì qua Sở Giao thông đã lập kế hoạch trình Sở Tài chính Ủy ban tỉnh phê duyệt 4 dự án là sửa chữa nền mặt đường và hệ thống toàn. Thế là có 2 dự án đã hoàn thành, còn 2 dự án đang triển khai, đặc biệt là năm 2024 thì có riêng có 1 dự án về là hệ thống an toàn rồi là vạch sơn nên là mức độ lớn. Còn đối với các cái đường huyện á, với đường xã thì hàng năm á, Sở Giao thông đã có những cái văn bản hướng dẫn đôn đốc để thực hiện, để thực hiện là các cái bổ sung ra và bổ sung các hệ thống an toàn. Tai nạn giao thông đang hàng ngày hàng giờ cướp đi sinh mạng của nhiều người, làm nhiều người bị tàn phế hoặc mang trên mình những thương tật suốt đời. Và nỗi đau mang tên tai nạn giao thông vẫn còn kéo dài. Để kéo giảm tai nạn giao thông ở khu vực nông thôn thì việc đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông, hệ thống cảnh báo được cho là giải pháp hết sức quan trọng. Bên cạnh đó, cùng với việc nâng cấp hạ tầng, chỉnh trang các tuyến giao thông, cũng rất cần nâng cao vai trò quản lý của các cấp chính quyền và cảnh sát giao thông, các địa phương trong việc phát hiện, ngăn chặn những hành vi cản trở giao thông, làm biến dạng các cung đường tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và xe cộ qua lại.